Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo thật các con, đừng chống đối lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho, ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, chúng ta hôm nay quy tụ về đây để mừng kính Thánh Antôn linh mục, cũng là quan thầy của giáo họ chúng ta đây. Các anh chị em, thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta về đây chúng ta mừng kính như vậy, rồi chúng ta tổ chức lễ to, rồi chúng ta rước kiệu thánh nhân, rồi chúng ta làm hết mình để mà tôn kính Ngài, thế thì đã đủ. Nhưng thưa anh chị em, điều đó không phải chỉ có như vậy. Điều đó là chính đáng thôi, nhưng mà khi chúng ta cử hành lễ kính một vị thánh nào mà chúng ta làm nhận làm bổn mạng của chúng ta, hay là nhà thờ giáo họ của chúng ta, thì chúng ta không những là cử hành thánh lễ sốt sáng rồi mở lễ hội thật to càng tốt, nhưng cái điều quan trọng là chúng ta phải noi gương các ngài để chúng ta sống như các ngài. Vậy thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ tổ chức một mặt trước thôi thì chúng ta chỉ kỷ niệm một cái biến cố lịch sử mà không để lại gì cho chúng ta cả. Vậy thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ quan thầy của chúng ta đây, chắc chắn là chúng ta phải làm hai cái việc đó, rồi chúng ta rút ra bài học cho mỗi người chúng ta. Và anh chị em thân mến, để có thể biết được về Ngài, để có thể rút ra bài học từ nơi Ngài, thì mỗi một người chúng ta chắc chắn phải nghe lại đôi qua cái dòng lịch sử của Ngài, để chúng ta mới có thể bắt chước Ngài được. Trước hết thì chúng ta thấy Thánh Antôn của chúng ta, trước khi mà cha mẹ đặt tên cho, tên thật là Fernando, và Ngài sinh ra vào năm 1195 tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, và trong một cái dòng tộc có thế giá lúc bấy giờ và cũng là quyền quý cái thời bấy giờ đó, bởi vì cha Ngài làm hiệp sĩ cho vua Alfonso thứ hai, là vua đất nước Bồ Đào Nha lúc đó. Rồi sinh ra trong cái cảnh nhung lụa như vậy, nhưng mà chúng ta thấy gia đình ông bà cố sinh ra Ngài cũng rất là đạo đức, cho nên ngay từ khi còn bé thì đã cho Ngài vào trong cái trường của nhà thờ chính tòa Lisbon để học tập ở trong đó. Thế rồi lớn lên trong tình thương của các đấng bậc dạy dỗ, cũng như tất cả các thầy các sơ lúc bấy giờ dạy dỗ, rồi Ngài đã hấp thụ một cái tinh thần đạo đức, vừa có trí thông minh vừa đạo đức thánh thiện. Cho nên là đến năm 15 tuổi thì Ngài đã tự nguyện xin vào dòng Thánh Augustino, và ở đây 2 năm
thì Ngài chuyên chăm học hành. Thế nhưng mà rồi sau đó thì vì Ngài như vậy, tính nét hiền lành, rồi là trong một gia đình quyền quý, cho nên là rất nhiều bạn bè đến và Ngài không thể làm việc, không học được. Cho nên Ngài đã phải xin bề trên để chuyển đi một nơi khác. Và bề trên cho người chuyển đến cô Imra, nơi đó có một trường công giáo nổi tiếng lúc bấy giờ là dạy về tín lý và về thần học kinh thánh nữa. Vậy cho nên là Ngài ở đây trong 8 năm rủi mài kinh sử, và Ngài rất là thành công với trí thông minh của Ngài. Cho nên chả mấy tí mà Ngài đã trở thành học giả kinh thánh cũng như là tín lý. Và rồi sau đó Ngài chịu chức linh mục rất là sớm. Có lẽ tôi, theo như tôi hiểu thì tầm 24, 25 tuổi là Ngài đã chịu chức linh mục rồi. Thế rồi trong khi Ngài chịu chức linh mục như vậy đó, thì Ngài được tiếp khách, và nhất là trong một cái ngày Ngài tiếp 5 tu sĩ dòng Francisco. 5 tu sĩ đến đây để nghỉ chân rồi tiếp tục con đường truyền giáo ở Morocco. Và khi các ngài lên đường rồi đó, lên đường đi truyền giáo, thì chưa đến nơi thì đã bị người ta sát hại một cách rất là dã man. Và sau khi sát hại rồi đó, thì cả đất nước Bồ Đào Nha lúc bấy giờ với quốc tang, rồi đưa thi thể các ngài về cô Imbra để tổ chức thánh lễ trọng thể. Và giờ đây tất cả những cái đó đánh động thánh Anton của chúng ta, thánh Fernando khi còn nhỏ đấy, là chịu chức linh mục của Fernando. Thế thì Ngài đã suy nghĩ và Ngài rất là trăn trở, Ngài rất là đau buồn bởi vì Ngài muốn đi truyền giáo thay vào cái chỗ của năm cái vị tu sĩ đó. Nhưng mà để đi được đó thì Ngài phải vượt qua một cái vô cùng khó khăn, nó trăn trở trong lương tâm, đó là Ngài phải xin cho được ra khỏi dòng Agustino để rồi gia nhập dòng thánh Francisco. Và cuối cùng thì Ngài đã làm cái đó, bề trên đã chấp thuận cho Ngài được gia nhập dòng Francisco. Và khi gia nhập phòng Francisco rồi thì bề trên đã đổi tên Ngài từ Fernando trở thành Anton, và chúng ta bây giờ vẫn gọi Ngài là thánh Anton. Và sau khi đã làm tất cả các cái đó xong rồi thì bề trên tiếp tục sai Ngài đi để thế vào chỗ năm vị và tu sĩ kia. Và Ngài rất là mau mắn bị lên đường, bởi vì Ngài sống cái tinh thần khó nghèo, chẳng có gì cả, một cái túi sách thôi, và hăm hở bước ra khỏi nhà dòng và đi lên đường đi truyền giáo. Thưa anh chị em, nhưng thánh ý Chúa hoàn toàn khác. Phúc tử đạo không được đến với Ngài, Ngài ước cao mà không được đến. Thế rồi Ngài đi gần đến Morocco rồi đó, thì Ngài bị ngã bệnh nặng. Sau khi ngã bệnh nặng rồi thì bấy giờ Ngài phải quay trở về để chữa bệnh. Nhưng mà về đến Sicily thì lại bị phong ba bão táp đánh dập vùi và con thuyền vỡ. Và giờ đây Ngài phải lên nước Ý và Ngài theo vào với anh em hèn mọn dòng Francisco nước Ý đó. Rồi năm đó là năm 1221 thì Ngài đã gặp đấng sáng lập dòng là thánh Francisco Assisi. Và ở đây hai đấng đã ở với nhau một thời gian. Rồi sau đó thì được bề trên sai Ngài đến cái viện tế bần Forli ở phía bắc mặt đất mà ở nước Ý đó. Và ở đây là một cái viện tế bần. Thế nên bây giờ Ngài chìm trong tất cả những cái công việc rất là hèn mọn mà Ngài phải làm, là phục vụ những người đau khổ, những người ốm đau bệnh tật. Và suốt ngày chỉ có công việc như vậy thôi. Linh mục đó, nhưng mà phải làm cái việc gọi là cái việc rất là hèn hạ như vậy. Thế nhưng mà Ngài không hề kêu ca và vâng lời bề trên để làm tất cả những chuyện đó. Thế nhưng mà rồi thánh ý Chúa thì hoàn toàn khác. Chúng ta thấy rằng có một ngày đã làm cho Ngài thay đổi hoàn toàn. Là bấy giờ ở Forli có lễ truyền chức. Và thánh lễ truyền chức thì bao giờ cũng vậy, người ta tổ chức rất là trịnh trọng, long trọng, linh đình, và phải mời một đấng có tài giảng thuyết. Thế nhưng mà hôm đó thì không hiểu vì lý do sao, đến giờ cử hành thánh lễ rồi mà cái vị được mời để giảng thuyết đó không có đến. Cho nên là lúc bây giờ cũng rất là bí, cho nên bề trên giám tỉnh đã gọi Ngài và bảo Ngài rằng giảng cái thánh lễ đó. Và Ngài cũng rất là vui vẻ nhận lời.
Và sau khi cái bài giảng đó đánh động tất cả mọi người ở Roma lúc đó, các đấng bậc cũng như là toàn thể dân chúng, rồi từ đây bắt đầu là cuộc đời Ngài thay đổi. Và bề trên không còn để cho Ngài viện tế bần nữa, chứ không thể ai tìm thấy Ngài viện tế bần nữa. Và Ngài đã đi rao giảng tin mừng ở khắp đất nước Ý. Rồi Ngài được trai cả sang bên Pháp để rao giảng tin mừng. Và Ngài có một cái tài rao giảng, giảng tin mừng đến mức độ là dân chúng theo Ngài rất là đông. Bởi vì Ngài rất là đạo đức thánh thiện, Ngài giảng những cái gì mà Chúa ban cho Ngài, cái cuộc sống của Ngài, rồi với lời Ngài giảng dạy đi đôi với nhau. Cho nên là trong sách truyện kể lại rằng Ngài đi đến đâu thì dân chúng theo Ngài rất là đông, theo rất là đông. Có những lúc tới 20.000 người, có những lúc 30.000 người, 40.000 người, 50.000 người. Ngài đi đến đâu thì tòa án không có xử án, rồi chợ không còn họp chợ, các cửa hàng đóng cửa lại, binh lính bẻ bỏ khí giới, rồi các học sinh thì bỏ, không có đi vào lớp học nữa và đi nghe Ngài giảng. Những ai đã nghe Ngài giảng một lần thì không thể bỏ được và cứ tiếp tục theo Ngài và nghe Ngài giảng. Và thưa anh chị em, nhà thờ không còn đủ chỗ, rồi ra sân nhà thờ cũng không đủ chỗ nữa, rồi người ta phải ra một cái quảng trường lớn, rồi ra cả cái cánh đồng mênh mông để nghe Thánh Antôn của chúng ta rao giảng tin mừng. Và thưa anh chị em, Ngài nỗ lực mệt mỏi làm việc không ngừng, rồi Ngài được mời đến Bóc Dê để giảng cho các đấng các bậc, và đặc biệt là để giúp cho bẻ rối Cata lúc bấy giờ ăn năn trở lại. Và Ngài đi đến đâu thì Ngài đem ơn lành đến đó, đi đến đâu thì kéo mọi người về với Chúa. Và chính ở Bóc Dê thì Ngài đã làm một phép lạ cả thể. Chắc anh chị em chúng ta cũng biết, Ngài đã làm phép lạ cho một người do Thái giáo không tin vào bí tích thánh thể, mà phải tin và phải tuyên xưng rằng bí tích thánh thể là Chúa Giêsu đang ở đó, hiện diện ở trong bí tích thánh thể đó. Khi mà cái người do Thái đó đến với Ngài và anh ta nói rằng tôi không có tin là Chúa Giêsu ở trong hình bánh và rượu, thế Ngài nói rằng nếu bây giờ mà tôi làm cho cái con ngựa của anh mà nó quỳ gối nó thờ lạy Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, anh có tin không? Và anh ta nói nếu vậy thì tôi tin và hợp đồng với Thánh Antôn rồi. Để khi Ngài dâng lễ xong rồi đó thì bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, đã vít lừa vít ngựa của mình không cho nó ăn. Thế rồi thì là khi mà chuẩn bị kiệu mình thánh ra thì sẽ cho con ngựa nó ăn rất là ngon. Tất nhiên nó đang ăn và nó thấy như vậy, cho nên là nó thấy Ngài kiệu mình thánh ra thì nó quỳ gối để nó cúi đầu thờ lạy Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Và tất nhiên là cái anh Do Thái nó phải tin, không những thế còn nhiều người tin nữa, thưa anh chị em. Rồi sau đó thì Ngài được mời về nơi Padova đó để giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn. Và Ngài còn đang giảng lúc bấy giờ, và sau đó thì sức Ngài bắt đầu yếu dần. Rồi đến ngày 13 tháng 6 năm 1231 thì Ngài đã qua đời. Lúc bấy giờ Ngài mới có 36 tuổi thôi, rất là trẻ, chết có 36 tuổi. Và sau khi an táng cho Ngài xong rồi đó thì đến thời triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tôn phong Ngài lên bậc hiền thánh. Và trước khi phong thánh thì bao giờ giáo hội chúng ta cũng khai quật hài cốt. Và khi khai quật hài cốt của Thánh Antôn lên thì có một điều rất là lạ lùng, thân xác Ngài thì bị tiêu hủy hết, bởi vì cũng như thân xác chúng ta bị thối ra hết. Nhưng mà riêng một cái hàm dưới của Ngài và cái lưỡi của Ngài thì còn nguyên. Và tôi cũng không được biết rõ, như có một cha Francisco, dòng Francisco nói với tôi rằng lưỡi đó còn đỏ tươi nguyên, và người ta lấy kim người ta châm và lưỡi đó vẫn còn có máu tươi chảy ra. Và ban đầu thì dòng Francisco đem cái lưỡi đó để trong một cái hộp vàng. Nhưng đến ngày nay thì người ta tạc một tượng Thánh Antôn rồi gắn cái hàm của Ngài vào đấy, cả lưỡi vào đấy, để cho giáo dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đến đó để tôn kính. Thưa anh chị em, nói đến Thánh Antôn của chúng ta thì ngay đầu lễ giáo hội đã phải nói với chúng ta rằng Ngài là một nhà giảng thuyết đại tài,
và cũng là người thương giúp những người nghèo khổ. Thưa anh chị em, nếu chúng ta vẫn thường nói ở đây với nhau, ở Việt Nam chúng ta nghĩ rằng Thánh Vincent T là đấng hay làm phép lạ, thì chúng ta phải nói rằng Thánh Anton của chúng ta là đấng rất rất hay làm phép lạ. Bởi vì Ngài làm phép lạ rất là nhiều. Trong khi Ngài còn sống, Ngài cũng đã làm phép lạ. Nhưng mà khi Ngài ra đi về với Chúa rồi đó, thì mọi người đến cầu xin với Ngài vì công nghiệp của Ngài, thì mọi người đều được những ơn trọng đại. Nếu giờ đây chúng ta sang bên nước Ý, tôi cũng đã sang đấy rồi, và khi chúng ta nói đến Thánh Anton, chỉ cần nói đến Anton thôi, thì người ta sẵn sàng đưa chúng ta đến Padova đó để chúng ta chiêm ngưỡng Ngài trong bức tượng của Ngài đó, và để chúng ta cầu xin với Ngài. Thưa anh chị em, vậy giờ đây chúng ta dâng thánh lễ kính Ngài, cộng đoàn chúng ta học tập nơi Ngài. Thứ nhất là cái sự khiêm tốn của Ngài. Ngài khiêm tốn và luôn luôn vâng lời bề trên, mặc dù Ngài, Chúa ban cho Ngài rất nhiều những cái ân sủng, đặc sủng cao quý. Thế rồi chúng ta thấy Ngài yêu mến Chúa, bỏ tất cả mọi sự để dâng cho Chúa. Rồi Ngài khao khát được chết vì Chúa. Anh chị em, Ngài có một cái tinh thần như vậy. Thế rồi sau nữa thì Ngài luôn luôn yêu mến những người nghèo khó. Vậy thưa anh chị em, chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta noi gương bắt chước Ngài. Ngài đã làm những cái điều đó cho mỗi người chúng ta trong cả hội thánh, và nhất là trong giáo họ đây, chúng ta phải noi gương bắt chước để chúng ta yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thì chúng ta yêu mến anh em chị em, yêu mến tất cả mọi người, và chúng ta luôn luôn giúp đỡ mọi người. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng như Ngài, chúng ta cũng dâng tất cả bản thân chúng ta cho Chúa, và Chúa lo liệu cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm gì, chúng ta làm theo thánh ý Chúa, với tất cả lòng yêu mến Chúa, Ngài đã nên thánh. Thưa anh chị em, vậy anh chị em chúng ta hãy xin Chúa qua Ngài cho chúng ta được noi gương bắt chước Ngài, để chúng ta thực sự là con cái của Ngài. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay, chúng ta là những người con người, cho nên chúng ta không phải, không có ai là không có những cái sự khó khăn trong đời sống của chúng ta, về tinh thần cũng như về đằng vật chất, chúng ta đều có những khốn khó. Và như nơi đền Thánh Anton đây, tôi đã từ còn bé được biết, và nơi đây rất là đông người đến để khấn xin với Thánh Anton. Tôi nhớ rằng có một năm dâng lễ với cha giám đốc chủng viện bây giờ, cha Đa Minh Cầu đó, Ngài đã nói rằng chính Ngài đã được những ơn trọng đại nơi đền Thánh Anton này. Vậy thưa anh chị em, hôm nay chúng ta hãy dâng tất cả, chúng ta dâng cái sự khó khăn của chúng ta về tinh thần, về vật chất, về tất cả mọi phương diện, để chúng ta dâng lên Thánh Anton của chúng ta, và chúng ta cầu xin Chúa qua Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta những ơn mà chúng ta đang cầu xin với lòng nhân từ thương xót của Chúa qua Thánh Anton. Chúng ta xin Chúa vì công nghiệp của lời cầu bầu của Thánh Anton mà toàn thể giáo hội kính nhớ hôm nay, đặc biệt với cộng đoàn chúng ta trọng kính Ngài hôm nay, xin Ngài ban muôn ơn lành cho hội thánh, cho tất cả anh em chị em, và nhất là cho anh em chị em chúng ta đã đến đây để chúng ta dâng thánh lễ kính Ngài. Xin Ngài ban cho chúng ta những ơn mà chúng ta đang cầu xin Chúa với nhu cầu hoàn cảnh của mỗi người, với anh em chị em chúng ta. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả cộng đoàn cách riêng, và xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn giáo họ của chúng ta đây, và xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ để giáo họ chúng ta không ngừng vươn lên, để chúng ta xây dựng hội thánh Chúa với tinh thần Anton, để rồi chúng ta thực sự là những con cái của Thánh Anton, để chúng ta đem tin vui cho anh em chị em chúng ta, và Chúa sẽ không ngừng ban muôn ơn lành cho chúng ta, cho chúng ta cuộc sống bình an hạnh phúc, và mai sau Chúa sẽ cho chúng ta được về với Chúa cùng với Thánh Anton. Chúng ta vui mừng cảm tạ ca ngợi tình yêu thương của Chúa đã thương Ngài và thương tất cả mọi người chúng ta từ trước cho đến muôn đời. Amen. Giờ đây xin cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.